Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, Công an, Thông tin và Truyền thông xử lý thông tin xuyên tạc sai sự thật về thông tin cháo lươn của tỉnh Nghệ An được đề cử di sản văn hóa phi vật thể. Nội dung công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch nêu rõ, thực hiện luật di sản văn hóa, quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa vi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa vi vật thể, đưa vào danh mục di sản văn hóa vi vật thể quốc gia. Trong đó có tri thức dân gian phở Nam Định, tỉnh Nam Định, tri thức dân gian mì Quảng, tỉnh Quảng Nam, tri thức dân gian phở Hà Nội, thành phố Hà Nội. Các quyết định này được Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cộng đồng chủ thể đại diện di sản hưởng ứng tích cực, là biện pháp động viên cộng đồng tiếp tục bảo tồn, duy trì, thực hành và phát huy tinh hoa nghề. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 4 năm 2024, mạng xã hội đưa thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 3737 ngày 9 tháng 8 năm 2024 về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, cháo lươn tỉnh Nghệ An được vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tài khoản Facebook Trũm Sophia, Nguyễn Xuân Hải, Frank Công Binh, Công Võ, Ngô Phan Xuân. Đây là thông tin xuyên tạc sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.